Chúc các bác quay trở lại với cả Tính Nhé. Hôm nay thì về thêm siêu phẩm giặt sấy của Electrolux trong năm 2024. EWWW1343R7WC. Đấy các bác, những cái mã hàng trước em đã quay thì đó là những cái mẫu mới của Electrolux nhưng chưa có tích hợp sấy nhé. Hôm nay thì sẽ review cái mã này, còn mới nhất của năm 2024. Mẫu này thì sẽ có cái gì đặc biệt? Một trong những mã hàng với khối lượng cân giặt tới 13 cân và sấy 9 cân. Rất là hiếm máy sấy khối lượng lớn cả về cân giặt lẫn sấy như vậy. Hôm nay thì 1343R7WC dòng Ultimate Care 700 thì có về hàng và bên em sẽ tiến hành bày lên quầy để nếu các bác có thời gian có thể qua trực tiếp Ecomart Đông Anh để trải nghiệm cái dòng sản phẩm này. Năm nay thì như cái điểm nhấn em đã từng chia sẻ, màn hình TFT sắc LED rõ ràng hơn, hệ thống các chương trình tối giản rút gọn nhưng mà nó sẽ phù hợp và rất là dễ để người dùng có thể là quan sát và sử dụng. Đấy, các cái chức năng đấy, từ giặt đấy, ít bẩn này, bẩn vừa và rất là bẩn thì đều có thể là lựa chọn bằng một nhấn thôi. Và đối với dòng Ultimate Care 700 này thì con này thì sẽ có cái công nghệ mới hoàn toàn là giặt sấy 60 phút, công nghệ Wash Dry 60. Và trên dòng này thì vẫn có cái công nghệ IntelliQuick giặt thông minh, một trong những công nghệ độc quyền của Elec trong năm 2024 này. Giặt nhanh nhưng mà là giặt thông minh và là full tải. Bây giờ sẽ cho lên kệ để em phục vụ các bác xem cái khoang giặt và các tính năng của con này ra sao nhé. Sau khi mình cho lên kệ thì các bác sẽ thấy EWWW1343R7WC khá là bóng bẩy và sang trọng. Một trong những dòng máy giặt có khối lượng cân giặt lớn, giặt cả lớn và sấy thì cũng rất là nhiều, 13 cân giặt và 9 cân sấy. Đây là phiên bản của 2024 và dòng nhập khẩu Thái Lan. 1343R7WC thế hệ Ultimate Care 700. Các bác hình dung là máy giặt thì nó sẽ chia ra làm Ultimate 3, Ultimate 5 và Ultimate Care 7. Cao hơn 7 thì còn có cả 900 nữa. Dòng 900. Tuy nhiên thì đối với máy giặt sấy, với máy giặt sấy thì dòng 700 này là sẽ là dòng cao nhất. Đối với Ultimate Care 900 thì nó chỉ có giặt không thôi, không có sấy. Và 2024 thì đây là một trong những thế hệ máy giặt sấy, giặt kèm theo sấy hiện đại bậc nhất của Elec rồi. 1343R7 thì sẽ chia ra làm hai loại nhé, loại có sấy và loại không có sấy. Hai cái mã này đang chênh nhau khoảng tầm xấp xỉ từ 2 đến 3 triệu. Và hôm nay thì em quay chi tiết đây là loại đã tích hợp sấy sẵn ở trong máy rồi. Thiết kế thì màn hình TFT mới của năm 2024 sắc LED rõ ràng và người dùng có thể là quan sát rất là dễ. Nó quy định là gì? Là khi mà giặt thì là ánh sáng trắng này. Còn đối với cái thời gian hiển thị thời gian bảng ở bên phải thì đây là biểu thị của thời gian sấy giặt trắng và sấy đỏ nhé. Đối với cái mẫu này thì nó sẽ có một số các công nghệ mà các bác cần quan tâm như sau. Nhìn qua thì các bác sẽ hình dung là 13 cân giặt và 9 cân sấy thì khối lượng rất là lớn. Và đối với cái lồng giặt của cái thằng 1343R7WC mà tích hợp sấy này thì nó sẽ có cái đường kính rộng hơn so với cả máy giặt thường. Cái dòng mà không có sấy thì sẽ có cái đường kính chỉ khoảng 46cm thôi, còn đối với thằng này là 51cm. Với 1343R7WC 13 cân giặt 9 cân sấy thì nó sẽ có các cái công nghệ giặt và sấy rất là hiện đại, mọi người có thể là lựa chọn và tùy theo chương trình nó sẽ đề xuất để có thể là lựa chọn. Đấy, lựa chọn sấy hay là giặt. Đấy, các bác có thể tùy chọn giặt không thôi hay là sấy không thôi thì đều có thể là dễ dàng để có thể thay đổi những cái chương trình này. Với dòng này thì nó vẫn tích hợp cái công nghệ giặt thông minh IntelliQuick, giặt full tải 45 phút nhé. Cái công nghệ này thì các bác hình dung là nó sẽ chỉ giặt thôi, không sấy được. Và khi mà giặt xong thì các bác có thể ngay lập tức là chuyển qua sấy, giặt xong thì chuyển sấy. Chẳng hạn như khi mà các bác có một khối lượng quần áo nhất định, các bác muốn nó giặt nhanh,
lựa chọn về giặt thông minh Intel Liquid thì nó sẽ tùy chọn là 1200 vòng trên phút, và các bác sẽ có thể là lựa chọn được cái nhiệt độ. Đấy, các bác tăng cái nhiệt độ lên. Đấy, hoặc là không. Hoặc là các bác tăng cái vòng vắt hoặc giảm vòng vắt. Đấy. Hoặc là giảm vòng vắt. Thì cái này là cái nó sẽ tùy chỉnh đối với cái chức năng giặt thông minh này. Nhưng mà giặt xong thì chưa có sấy thì mọi người sẽ chuyển qua sấy. Chuyển qua sấy thì các bác sẽ lại lựa chọn là gì? Là tắt cái giặt đấy đi và lựa chọn thời gian sấy. Chẳng như các bác thấy là quần áo muốn nó sấy nhiều, sấy khô, sấy đầy đủ thì các bác lựa chọn cái hình mặt trời cuối cùng. Còn không thì các bác sẽ lựa chọn là gì? Là nó sấy, gọi là sấy cơ bản, là sấy vừa phải, chưa hẳn là sấy kỹ nhé. Còn chỉ muốn sấy qua thôi, lựa chọn cái hình mặt trời đầu tiên này thì cái thời gian nó sẽ thay đổi. Đấy. Sấy càng kỹ thì thời gian nó sẽ càng tăng lên. 1343R7WC còn có cái bảng hiển thị song song cả tiếng Anh và tiếng Việt, rất là dễ để có thể sử dụng. Đối với dòng này thì mọi người cũng có thể là kết nối với điều khiển bằng điện thoại qua cái ứng dụng mà Electrolux cung cấp. Thế hệ máy giặt sấy mới của 2024 khá là tiện lợi cho người sử dụng. Với không gian hẹp, các bác muốn sử dụng tách biệt và không có chỗ để các bác có thể là trang bị thêm một cái máy sấy. Với cái máy sấy hiện tại thì cái chi phí nó khá lớn, thì mọi người có thể là lựa chọn cái dòng mà tích hợp sấy này. Con này thì là thế hệ mới nhất và hiện tại thì rất ít là các đơn vị có trưng bày và bày bán cái dòng này. Và các bác cần trải nghiệm hoặc tư vấn kỹ thì có thể là qua Ecomat Đông Anh hoặc là truy cập vào website của bên em. Bên em sẽ hỗ trợ chi tiết cho mọi người. Cảm ơn các bác. EWW1343R7WC của 2024 các bác nhé.